Xin chào mọi người, welcome to my channel. Mình tên là Vi và welcome. Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với English Monday. Rồi ngày thứ hai thì mình sẽ upload những cái video về tiếng Anh, sẽ giúp cho mọi người những cái kinh nghiệm mà mình biết được về tiếng Anh mọi người nhé. Anyway, thì nếu mà mọi người chưa biết mình giới thiệu bản thân mình trước nhé. Mình tên là Vi và mình đã hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ mọi người ha. Ok, let's get started. Thì cái bài học ngày hôm nay của mình, bài đầu tiên sẽ là introducing yourself. Okay, so introducing có nghĩa là giới thiệu, yourself là bản thân của mình ha. Introduce yourself là giới thiệu về bản thân của mình mọi người ha. Okay, thì thường mọi người gặp nhau thì mọi người hay nói là gì nè? Hello, hoặc là hi. Hello, hoặc là hi. Thì cái chữ này thì mình đã nói trong những cái video trước kia rồi mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ học cách sử dụng động từ to be cộng với tên gọi ha, để giới thiệu bản thân của mình ha. Động từ to be có nghĩa là thì là ở ha, tùy theo trường hợp mọi người nhé. Thì cái thứ nhất mình sẽ học động từ to be cộng với tên gọi ha. Điều thứ hai mình sẽ học đó là một số tên gọi thông dụng và bạn chỉ có ABC. Và điều thứ ba đó là mình kết hợp là tất cả những cái đó thì mình sẽ có được cái skill, có nghĩa là cái kỹ năng của mình ngày hôm nay, đó là cách giới thiệu tên gọi của mình mọi người nhé. Ok, thì có hai cách để mà mọi người giới thiệu về tên gọi của mình thông dụng nhất, đó là I am và my name is. Ok, thì mình sẽ đọc như thế nào nè? Nó sẽ là I am ha, chữ I, chữ Y của mình đó là I, tôi ha. I am, tôi là ha. I am ha, đơn giản mọi người ha. I am. Ok, rồi mình sẽ nói là tên của tôi là my name is. My là của tôi ha, name là tên gọi nè. My name is. Ở đây mình để ý nè, name mình không có đọc name ha, mình thường mình hay nghe nói là my name. Nem, nem không phải nem chua nha, không phải nem chua mình ăn đâu, mà cái này là name, name ha, nó là chữ a á, a nay, name, name ha, chứ không phải nem, không phải âm e nha, nó là âm a, name. My name is ha, âm is ở đây đó là e z ha, kết thúc bằng âm z, chữ s ở đây là âm z, cho nên mọi người khi mọi người nói âm z thì cổ phải rung, cái lưỡi mình hơi rung tí xíu, nó trở thành là g chỗ này nè, mình mọi người g chỗ này thì cảm thấy nó rung rung lên luôn, là is ha, my name is, my name is ha, là đúng mọi người nhé, nhớ là phải rung lên. Ok, ok, vậy thì mình có hai cách gọi, I am, my name is. Ok, đơn giản, đơn giản. Ok, tiếp theo mình sẽ học về contraction của nó ha. Contraction có nghĩa là rút gọn lại, rút ngắn lại mọi người ha. Thì mình không nói I am nữa thì mình sẽ nói là am. Am. Am ha. Am a ha, am am am. Ok. Còn thay vì mình sẽ nói là my name is thì mình sẽ nói là my name's. Đây là âm S, thì khi âm S này nó sẽ là âm xì mọi người nhé. Nó chỉ là S, không rung mọi người nhé. Không có bị rung ở chỗ này, nó chỉ là my names. My names. My names. Đơn giản mọi người ha. Ok, thì mình có am, my names. Am, my names. Ok, mọi người hãy pause cái video lại ha. Mọi người hãy dừng cái đoạn video này lại, và sau đó mình sẽ tự mình nói cái tên, giới thiệu tên bản thân mình coi. Như ví dụ như mình nói nè, I'm V, I am V, my name's V, my name is V. Ok, mọi người thử nói thử coi mình có đúng không nha. Sẽ tập mọi người ha. Mình phải nói nhiều thì cái cơ miệng, khẩu miệng, khẩu hình miệng của mình nó mới bắt đầu hình thành, và sau đó cái tiếng của mình nó trở nên sao nhỉ, bình thường á, trở nên nó trở nên bình thường lại á, chứ nó không có bị gò bó hay khó chịu nữa ha.
Ok, mọi người đã practice luyện tập như thế nào rồi nè? Thì bây giờ mình hãy cùng nhau thử làm một bài tập nho nhỏ thôi mọi người ha, nhỏ xíu thôi. Đó, thì trong cái bài tập này thì mình sẽ thử mình làm quen với contraction ha, với cái rút gọn của những cái câu này ha. Ok, thì mình sẽ nhìn trên màn hình đó mọi người, thì nó sẽ có những cái câu ở trên đây mà mình sẽ thử rút gọn lại theo cách mà nãy giờ Vy đã nói với mọi người ha. Mình thử mình viết ra trước, sau đó các bạn hãy tự thử đọc thử những cái tên này, tự mình suy nghĩ xem những cái tên này nó sẽ đọc như thế nào, rồi sau đó mình sẽ cho mọi người nghe một cái đoạn hội thoại để mọi người có thể biết được là mình đã đọc đúng hay đọc sai nè. Ok, và sau đây là đáp án của bài tập này ha, và mọi người hãy cùng nhau lắng nghe cùng với mình xem những cái tên này mình đọc như thế nào nè. Ok. My name is Jack. My name's Jack. I'm Charlotte. My name's Una. My name's Simone. I'm Carlos. I'm Juan. Mọi người thấy sao về bài tập vừa rồi nè, cũng không khó lắm đúng không mọi người ha? Thì tiếp theo cái bài tập thứ hai của mình cũng không kém phần đơn giản ha. Bài này cũng rất là đơn giản. Trong bài này thì mình sẽ thử lắng nghe một đoạn hội thoại. Trong đây mình sẽ có những cái hình, thì những có những cái bạn nó cầm bảng tên ở trong này ha. Mình sẽ xem những cái bạn này là đến theo số thứ tự ha, 1 2 3 4 mọi người ha, để xem có ai ra trước ai ra sau ha. Rồi mình hãy thử nghe xem những cái tên này người ta sẽ đọc như thế nào mọi người ha. Ok, mọi người đã làm bài tập của mình như thế nào rồi nè? Vậy bây giờ mình hãy thử lại với Vi ha, để xem cái mình đã làm đúng hay sai nhé mọi người. Vậy thì số 1 của mình có ở đây là gì nè? Số 1 của mình ở đây là B. Đây là bạn Catherine ha, Catherine ha. Chữ này hơi khó tí xíu, mình sẽ có là K K ha, xong rồi âm thờ. Âm thờ của mình ở đây hôm trước mình có nói trong một video khác á, âm thờ của mình, thờ không phải là thờ như tiếng Việt mình ha. Thờ thì nó phải là lè lưỡi ra nè, cắn lưỡi lại, lưỡi dậy hơi ra. Cas, 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 cas. Ha, không có ca thờ. Ha, cas. Đẩy hơi ra mọi người nhé. Mình sẽ cảm giác được cái hơi nó ra từ hai bên mép lưỡi của mình nè. Cas, Catherine, 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 Catherine. Ok. Kế tiếp theo bạn thứ hai của mình, bạn thứ hai của mình ở đây mình có là bạn gì nè? Bạn thứ hai là bạn C, đó là Joseph. 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 Nhớ ha, trong cái tên này thì mình thấy nó khó nhất đó là âm F ở cuối cùng thôi mọi người ha. Nhớ mọi người phải phát ra âm F nè, Joseph. Joseph. Bạn thứ ba của mình ở đây mình có đó là chữ D, bạn D ha. Tên của bạn là Ruby. 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 Đơn giản mọi người ha. Bạn thứ tư của mình đó là F. Bạn Oliver. 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 Ha. Oliver. Oliver. Oliver, nhớ cái chữ R mình là cong lưỡi tên tí xíu thôi, tạo ra được cái âm đó rồi nha mọi người. Bạn thứ năm của mình đó là bạn A, hai chữ A của mình ha, A. Bạn này tên là Charlie. Charlie. Char, đánh lưỡi lên ha mọi người, nó là âm A nè. Hay là mình nói là cha ha, mình nói âm CH của mình là âm ha, âm chờ hơi điệu tí xíu ha, nó sẽ gây là đẩy hơi ra mọi người ha. Cha cha cha
ha. Bây giờ mình có chữ R đằng sau chữ A nữa đúng không? Thì cong lưỡi lên nó sẽ là char, 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 Charlie, Charlie. Ok. Tiếp theo bạn cuối cùng của mình, bạn số 6 của mình đó là bạn E ha, cái là bạn chữ E là E, đó là Elliot, Elliot, Elliot. Bây giờ sẽ là phần thứ hai của bài học ngày hôm nay, đó là hỏi về cách đánh vần. Tại vì thông thường ở nhiều khi á, mình nói những cái tên ra ở đây, nhiều khi một cái tên mình phát âm giống như vậy nhưng mà cái cách đánh vần nó lại khác, mà Mỹ nó kỳ cục lắm, nó ngộ lắm, kiểu như nói thì nói vậy thôi nhưng mà nhiều khi á, nó đánh vần thì nó đánh vần khác, thế nó kiểu như nó khoái lạ lạ ngộ ngộ á, thì nó đánh vần lạ lạ khác người chơi chút xíu thôi. Vậy thôi, mình muốn biết được người ta đánh vần như thế nào, cái tên của người ta, thì mình phải hỏi như thế nào đây? Mình phải hỏi là how do you spell your name, dài quá mọi người ha, dài quá, làm lại nè, how do you spell your name. Ok, hãy phân tích cái câu này xem nào. Mình có chữ how có nghĩa là như thế nào, làm cách nào ha. Tiếp theo mình sẽ có là you là bạn ha, how do you ha, làm cách nào bạn ha, bạn làm cách nào đấy. Spell, spell có nghĩa là đánh vần mọi người ha, spell ha, có chữ s rồi xong tới âm bell, xong tới âm l mới sẽ là l ha, cong lưỡi lên ha, mọi người không đánh lưỡi nhưng mà cong lên thôi, để cái đầu lưỡi của mình chạm với đằng sau của cái răng mình nè, ngay chỗ này nè sẽ là L ha, nhìn thấy cái lưỡi của mình đó, đó là L ha, sẽ là spell, spell, spell. How do you spell your name, bạn đánh vần tên của bạn như thế nào? Thế và mình có thể hỏi là how do you spell your first name. First name có nghĩa là tên gọi mọi người ha. First name có nghĩa là tên gọi nè. Còn mình muốn hỏi về họ của người ta thì mình sẽ hỏi là last name. Last name ha. Ở đây nè, hai chữ này nó hơi khó tí xíu ha. Mình thử làm lại nè. Mình có là first. Âm đầu tiên của mình sẽ là F. Tiếp theo là ER của mình nói là R. Đánh lưỡi lên nè, R. Tiếp theo là âm âm cuối cùng của mình là âm t, ở đây mình có là first, first, nó trở thành first, first, first name ha. Chữ họ của mình nè, mình có là last thì mình sẽ nói là la s la s, mình có là last, 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 last name ha mọi người. Ok, vậy thì mình có một cái mẹo nho nhỏ để mọi người nhớ cái nào là họ, cái nào là tên, là làm sao mình nhớ first name là tên mà last name là họ. Thì đơn giản ở đây, khi người Mỹ người ta ghi viết một cái tên ra thì mình sẽ có là tên trước và họ đứng sau ha mọi người. Thí dụ như của mình á, mình tên là Vi Nguyễn chứ người ta không gọi là Nguyễn Vi ha mọi người, thì mình có là Vi Nguyễn ha, thì cái tên của mình là nó đứng đầu tiên, cho nên chữ first có nghĩa là đầu tiên ha, first có nghĩa là đầu tiên, thì cái tên first ha, name là nghĩa cái tên, cái tên đầu tiên có nghĩa là cái tên của mình ha, còn cái last name cái họ của mình đứng sau nè, last có nghĩa là cuối cùng, cái chữ cuối cùng trong cái tên của mình đó là cái họ của mình mọi người nhé. Thì ở đây mình có là last name, đơn giản mọi người ha. Vậy thì làm sao mà mình đánh vần được cho người ta nhỉ? Đơn giản thôi thì mình mới biết được bảng chữ cái mới đánh dần được chứ, đúng không? Yes. Ok, mình hãy cùng nhau tập đọc bảng chữ cái này à. Ok, mình nhớ hồi nhỏ mình hay đọc là gì? A, B, C, D, E, F, G, H, A. Không nhớ nữa. Ok, nói chung là bây giờ mình hãy thử đọc lại bảng chữ cái này theo cách đúng nhất mọi người nhé. Ok. Chữ đầu tiên của mình ở đây đó là chữ A mọi người ha. Nó là A. 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 Đơn giản ha mọi người.
Chữ tiếp theo mình sẽ có chữ bờ của mình. Chữ bờ mình đọc là bi. Bi giống như là bi, mình chơi bắn bi vậy đó ha. Ha, y bi, bi. Bi. Ha, chữ tiếp theo chữ cờ của mình sẽ đọc là c. 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 Ha. Chữ tiếp theo của mình là chữ giờ. Chữ giờ ở đây mình sẽ đọc là d. 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 Tiếp theo của mình là chữ e. Chữ e thì mình sẽ đọc là y. Y giống như chị ngắn mình thôi. Y. Ha. Tiếp theo của mình đó là chữ f. Chữ f của mình ở đây có một chút xíu quan trọng, đó là mọi người phải đẩy hơi ra mọi người. Đôi khi là hơi làm biến đẩy hơi thì nó sẽ mất cái âm này ha, nó sẽ là f f f, đẩy hơi ra mọi người ha. F có hơi nè, f hơi nè, f. Cái tiếp theo của mình chữ g ở đây mình sẽ đọc là g g g G. Ha, âm này mình phải từ từ hình thành âm trong tiếng Anh mọi người nhé. Tại vì tiếng Việt mình hình như là không có âm này. Thì đôi khi những cái âm mình không có thì từ từ cái mình nói nhiều thì nó sẽ tự động, cái miệng của mình nó sẽ hình thành cái âm đó thôi. Mọi người đừng lo. Tiếp theo của mình chữ H này, chữ H của mình ha. Chữ này hơi khó tí xíu nha mọi người. Chú ý tí xíu nè. Chữ này nó sẽ có tách ra thành, nó sẽ trở thành là H. H thì nó có gì này, nó có A. A giống như chị A của mình đó. A tiếp theo của mình là âm giống như chị, giống như chữ CH của mình, giống như chữ chờ vậy đó, nhưng mà đọc đều tí xíu, đẩy hơi ra sẽ là H. H H H ha, H. Okay. Tiếp theo của mình đó là chữ y ngắn. Chữ y ngắn hồi nãy mình đọc rồi nè. Chữ y ngắn đó là chữ tôi, đó là I. 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 Tiếp theo của mình đó là chữ J. 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 Hay giống như chữ hồi nãy mình nói là chữ G thì âm Y, bây giờ chữ này là chữ J là âm E mọi người ha. J. Tiếp theo của mình là chữ K của mình ha. Chữ K của mình đọc là K. 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 Hai chữ K của mình khác tí xíu, đó là nó đẩy từ hơi từ ở phần này nè, đẩy ra mọi người ha, nó trở thành là K. K, đây là hơi, đây là âm có hơi ra mọi người nhé, trở thành là K. Tiếp theo chữ tiếp tục của mình đó là chữ L ha. Sorry mọi người, có một ai đó đang cắt cỏ ngoài kia. Tiếp theo của mình đó là chữ L mọi người hát, thì mình sẽ có là L. 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 Nhớ hồi nãy mình nói chữ L không? Chữ L là mình phải đánh lưỡi bỏ nó lên trên. L. Cái tiếp lưỡi của cái đầu lưỡi của mình nó sẽ chạm phía sau cái răng của mình nhé. Nó sẽ thành là L. L. L, ok. Chữ tiếp theo của mình là chữ M, đơn giản nó sẽ ra là M. 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 Ok. Tiếp theo mình là N. 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 Ok. Tiếp tục mình sẽ có là chữ O. O, chữ O của mình ha. O. Không phải là O, cũng không phải là O, mà nó là tròn, âm tròn lại nè. O. 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 O ha mọi người ha. Ok, tiếp theo của mình đó là chữ P, bê phở mọi người ha. P giống như chữ bi là bắn bi ha, nhưng mà âm chữ này nó sẽ là âm đẩy hơi ra. Thì khi mình nói chữ P, cái hơi phải ra, mình phải cảm nhận được cái hơi của mình. P. P phải có cái nội lực ra mọi người nhé. Khi mọi người nói cái chữ này là phải có nội lực đẩy hơi ra hết luôn mọi người ạ. P. P. Ok. Tiếp theo của mình đó là chữ Q. 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 Chữ tiếp theo này thì nó hơi khó tí xíu nè, tại vì sao mọi người phải đánh lưỡi lên. Nó là chữ R, nó là R. R. R.
nó giống như là âm A nhưng mà đánh lưỡi lên thì nó trở thành là A mà R mà R R R. Tiếp theo mình là chữ S. Chữ S của mình ở đây thì mình sẽ đọc là S. S. Nó nhẹ lại ha. Chữ S của mình đọc rất là nhẹ. Nó là S. 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 Tiếp theo của mình chữ T. Ở đây chữ T mình đọc là T. T. Mình cảm giác được cái âm này nó nằm trên giữa âm tờ và âm thờ của tiếng Việt mình á. Mà đẩy hơi ra. Ở chữ T này cái hơi mình được đẩy ra nằm trên giữa hai cái răng này nè. Hai cái răng kế cận nè. Nó đẩy ra là T. T. Không có hơi bên này nha mọi người. Chỉ có hơi chính giữa thôi. Cái hơi nó đi ra từ chính giữa. Nó là T. 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 Tiếp theo của mình đó là âm chữ U. 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 Tiếp tục đó là cái chữ rất là quen thuộc, đó là tên gọi của mình, đó là chữ V. 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 Ok, bốn chữ tiếp theo nữa thôi. Chữ tiếp theo của mình đó là chữ double U. Double U. Double có nghĩa là hai đúng không mọi người? Ở tiếng Việt mình có đó, double, double lên à. U có nghĩa là U đúng không? Hai chữ U tạo thành W. Ha, mình có double U. Double U. Tiếp theo chữ X của mình nó sẽ là X. Ha, trong chữ X của mình lúc nào nó sẽ có chữ K hết đó mọi người. Đây là âm, nó có âm K ở trong chữ X. Thì âm này tạo cho cái hơi của mình được bị ngắt quãng lại, nghe nó không phát hơi ra hết, nó trở thành là không phải là X ha, mà là loại ham, nó giống như bị chặn lại á. Rồi xong mình xì ra x x x. Ok, chữ tiếp tục của mình đó là chữ y, chữ y dài mọi người ha. Y y y y y y. Cuối cùng chữ cuối cùng của mình, chữ cái cuối cùng của mình đó là chữ gì đây? Đó là chữ gì? Z z z gì đơn giản mọi người ha. Xong mình đã xong được các bạn chữ cái 24 chữ cái rồi, mình đã tự lập lại xem mình có đúng hay không nào. Ok, mình có là A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z. Okay. A B C D. No, that's too much. Ok, mọi người gần xong rồi nhé. Tiếp theo mình sẽ có một cái bài tập nho nhỏ nhỏ xíu 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 cho cái phần mình mới học ha, là phần đánh vần. Thì sau đây mình sẽ nghe một cái đoạn ngắn thôi bạn, một một cái đoạn nói ngắn thôi, và ở trong đây thì người ta sẽ đánh vần những cái tên, thì sau đó mình sẽ viết xuống xem mình đã đúng hay chưa ha. Rồi mọi người hãy cùng nhau lắng nghe ha, và sau đó mình sẽ cho mọi người câu giải đáp. My name's Jack Lord. That's Jack, J A C K Lord, L O R D. My name's Belinda. That's B E L I N D A. What's your name? Lewis. How do you spell that? Lewis. My name's Jessica Adams. How do you spell your last name? It's A D
A M S. My name's Bob. That's B O B. My name's Alice Spencer. How do you spell your last name? It's S P E N C E R. My name's Kate Wallace. How do you spell that? It's Kate. K A T E Wallace. W A L L A C E. I'm Saul Jackson. That's Saul, S A U L, and Jackson, J A C K S O N. What's your full name? It's Natalie Lau. How do you spell that? Natalie. N-A-T-A-L-I-E. Lau. L-A-U. I'm Chris Boyle. That's C H R I S B O Y L E. Hey, mọi người đã nghe như thế nào nè? Mọi người nghĩ là mình nghe có đúng hay không? Hãy cùng nhau xem lại kết quả nha mọi người. Chữ cái tên đầu tiên của mình có là Belinda. Mình có Belinda. Cái Belinda thì đánh vần như thế nào? Nó sẽ là B E L I N D A. Belinda. Ok. Tiếp theo mình sẽ có chữ tên gọi thứ hai của mình. Tên gọi thứ hai của mình đánh vần như thế nào? Nó sẽ là L E W I S. Mọi người có đúng chuyện này không nè? Chữ thứ ba của mình là gì đây? Adams. Nó sẽ là A D A M S. Ok, tiếp theo tên thứ tư của mình đó là Bob. Nó sẽ là B O B. Bob. Thứ năm của mình Spencer. Spencer của mình đánh vần là S P E N C E R. Spencer. Ok. Tên thứ sáu của mình nó sẽ có họ và tên luôn. Thì cái tên của mình nó sẽ là gì? Kate. Nó sẽ là K A T E. Và họ của mình là W A L L A C E. Tiếp theo chữ thứ bảy của mình, cái tên thứ bảy của mình cũng là như vậy. Nó sẽ có tên gọi của mình, đó là S
A-U-L. Họ của mình ở đây là gì đây? Họ của mình là J-A-C-K-S-O-N. Tên thứ 8 của mình là Natalie. Tên gọi ở đây Natalie là N-A-T-A-L-I-E. Họ của cô này tên là gì đây? Họ của cô này là L-A-U. Ok, tên cuối cùng của mình, mình đánh vần như thế nào này? Tên cuối cùng, cái tên của họ là C-H-R-I-S. Họ của anh này tên là B-O-Y-L-E. Mọi người đã đúng chưa nè? Mọi người đúng hay sai chỗ nào nè? Đây là bài tập cuối cùng trong cái bài học ngày hôm nay nhé mọi người. Thì trong cái bài tập này thì mọi người sẽ cùng nhau xem trong cái hình này ha. Sau đó mọi người sẽ bắt đầu đánh vần ha mọi người. Người ta đã làm thử cho mình á, làm example á, làm ví dụ cho mình một câu đầu tiên rồi đấy. Thì sau đấy mình sẽ tự động mình đánh vần ở dưới và mình thử xem mình đọc những cái tên này, mình đánh vần những cái chữ cái này xem mình có đúng hay không ha. Mình pause cái video lại, sau đó mình thử làm chuyện đó ha. Và sau đó thì Vi sẽ mở một cái đoạn đoạn audio, đoạn nói ra ha. Thì mọi người hãy cùng nhau lắng nghe xem thì mình đã làm đúng hay sai mọi người nhé. G A B R I E L. My name is Gabriel. G A B R I E L. B A S H I R. My last name is Bashir. B-A-S-H-I-R. B-E-N-J-A-M-E-S. I am Ben James. B-E-N-J-A-M-E-S. M-O-L-L-Y. My name's Molly. M-O-L-L-Y. L Y L O P E Z. My last name's Lopez. L O P E Z. N A D I Y A L A T I F. I'm Nadia Latif. N A D I Y A
L A T I F. Ok, vậy là mình đã xong cái bài ngày hôm nay rồi ha mọi người ha. Thì trong cái bài hôm nay thì mình đã học được những gì nè? Mình đã học được cách sử dụng động từ to be cùng với tên gọi để giới thiệu bản thân mình ha. Và mình đã học được những tất cả những cái chữ cái này, 26 chữ cái mọi người ha. Và mình đã học được một số tên gọi thông dụng mà người ta sử dụng ở đây ha. Và cuối cùng đó là cái kỹ năng của mình đã học được ngày hôm nay, đó là giới thiệu tên gọi của mình. Ok, chúc mọi người thành công trong bài học của ngày hôm nay nhé. Nếu mọi người có những cái câu hỏi thắc mắc gì đó hay những góp ý đóng góp gì thì mọi người hãy đừng quên bỏ ở dưới cái phần comment sát phần bình luận ở dưới. Mọi người đừng quên hãy nhấn cái nút subscribe để đăng ký và theo dõi mình ha. Và mình cho mình một cái thumbs up, một cái like ha mọi người ha. Yêu thích cái video của mình đó sẽ là một động lực rất là lớn luôn á. Ok, anyway, I love you and I see you next time. Bye guys.